hướng dẫn tránh vòng xoay của chuột. Cái đầu tiên không nên làm là không nên có con trước khi tài chính chưa có. Cái thứ hai, nếu bạn đang làm cho một cái công ty nào đó mà nó không làm cho bạn có thể trở thành một người giàu hay là mua được một cái nhà có của cải, thì bạn nên làm cái khác hoặc làm thêm. Ok, để bạn có một cái phôi vốn nào đó để bạn ra mà đầu tư, chứ không cái phần trăm một cái công ty nào đó mà để làm, bạn làm ở đó để làm cho bạn á giàu có thì rất là ít, hoặc có 1-2-3% những cái công ty đó có thể làm được điều đó thôi. Bởi vì người ta mướn bạn ở đó chủ yếu để bạn làm tiền cho công ty đó, chứ không phải làm tiền cho chính bản thân bạn. Và cái khuyên thứ ba là mình phải tập trung vô một điều và mình làm sao để mình giỏi nhất. Ok, giỏi nhất cho cái